Chào người đến với video đây nha. Kênh em là kênh Phong Vũ 2367 nha mọi người. Người mua hàng liên hệ hai số điện thoại phần tiêu đề với em nha. Đơn hàng hôm nay người mua trên 300 ngàn chứ không đủ bao ship. Có một số mặt hàng trong đây khách mới vui lòng đặt cọc mà mới gửi nha. Đó, đặc biệt những hàng mà kích thước lớn thì khách mới phải cọc mới gửi mọi người nha. Khách mới nha, đó là hàng lớn mà còn bình thường những hàng nhỏ nhỏ thì không cần. Phí cũng bao nhiêu em chấp nhận ha. Có ít có cái máy quay đây, nói chung là em mua về để dùng thôi. Nhờ bận quá không có thời gian dùng máy này mọi người. Có quay một số, có đi một số chỗ rồi. Lúc mà đi được cái chỗ đẹp đẹp quay hay là chim chóc rồi lại mưa, trời âm u, nói chung chán lắm, để hoài cũng bận không có thời gian, mai mốt kiếm cái khác rồi thanh lý luôn ha. Thì đồ nghề thì soạn được cái nhiêu đây thôi mọi người. Hẹn mọi người vào một cái ngày gần nhất nha, đồ nghề làm không có kịp. Rồi em bắt đầu video hôm nay luôn nha. Rồi, chào người, trước tiên em lên một người con máy quay này, là hàng này. Trong em ít khi dùng bụi này, lâu sơ này. Cái mặt kính này. Cái này dính bụi rồi, dính bụi trong lấy tay quẹt cái này nhiều người lấy cồn, một người lâu sơ nha. Ở trong nó sạch đẹp, ngon lành, người không vấn đề gì hết. Đó, ha. Dôm 50X này. Con này dôm 50X nha, một Canon, đây đường led này ha. Đó. Mẹ của nó là con này là SX50 mọi người nha. Đây, mẹ của nó đây. Power Shot đây, SX50HS, con này mới in ra banh nha, còn mới tinh luôn. Đây, mọi người mua hàng thì được kèm một cái thẻ 8G nha, em đang dùng luôn. Thẻ 8G của Buffalo. Buffalo Made in Taiwan đó, 8G nha. Cục pin này còn xài cực kỳ tốt mọi người nha. Đó, ngàn 20 mAh bây giờ này còn mới lắm. Rồi để em cái có cục sạc đây luôn, sạc mọi người có thể gắm để sạc này ha, gắm để sạc rồi fit điện jack ở đây sạc nha. Cái này mọi người có thể input output này. Có thể dùng cục pin giả mọi người, đây nó có cái chỗ sạc pin này, nó có cái khớp đây này đó, mọi người có thể câu dây trực tiếp vô, có thể mua trên mạng cũng được, hay có mọi người cần mua thì em sẽ chỉ chỗ cho người, link cho người mua ở Việt Nam còn có nha. Cái pin giả để mọi người gắn vô đây cho người sử dụng, nói chung là dùng thời gian lâu á, dùng liên tục á, quay phim nhiều á thì gắn pin giả vô này, nó có cái lỗ này, pin giả nó sẽ có cái dây đi vô đây nha, người quay được lâu hơn. Còn thường những pin này phục vụ với mục đích là quay phim ngắn hoặc là chụp ảnh thôi nha. Này, mới cấu người không, con này hầu như là ở bên đó chắc người ta ít sử dụng hay gì á, mới lắm, mới lên kèn cái này khách chìm này cạnh này, đó, nút này, ô còn mới tinh mọi người nha. Rồi để em bật cái màn cho mọi người coi. Đó, màn này dính vân tay của em thôi. Đó, xoay. Xoay này ha, xoay này. Đó, xoay lại đây để mọi người có thể tự tự quay video cho mình cũng được, tự chụp ảnh cũng được nha. Anh có gặp lại vậy. Mọi người thấy phần trong cũng rất là mới nha, cái này cực kỳ mới luôn nha. Độ mới cũng rất là cao mọi người. Thôi. Đó, màn hình lên đây. Cộng là cộng có hai máy cộng kết nối này, HDMI này, AVL này, Digital. Đó, cộng là cộng cắm mic mic rời mọi người nha, có cộng mic cắm mic rời nha, cộng USB này, cộng HDMI này. Đó, cái chỗ đây là cái tác dụng nó làm cho cái khe này là đỡ cho mình sử dụng pin giả để quay phim thời gian lâu mọi người. Một thường chụp ảnh thì đối với cục pin này chụp lâu rồi ok không vấn đề nha. Nút bấm này có hai nút cơ này, vô một nó là 50X nha, dung số mọi người, còn nó dung điện tử nó là 200X nha. Có cái chỗ đây để gắn phụ kiện, gắn đèn led hay này kia rồi mọi người. Lấy lấy của máy này, nó có ống ngắm nè người, ống ngắm này mình có thể chụp ảnh hay là quay phim ngoài trời à, máy nút này nữa. Thực chất là em cũng chưa rành hết, em không có rành nha, em không rành máy này hết đâu, em không phải dân chụp ảnh này kia đâu, mua gì chủ yếu là đỡ quay chọc chẹt thôi. À, bật lên cho mọi người xem nha. Đó ha, zoom này coi cái mỏ nó zoom mọi người ha. Đó, rồi đó. Lòi 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 ra em 5X mà tiêu cự 1200 mm hả, như đó. Rồi thuộc lại đây, con này mới in ra banh nha, màn hình ở đây mọi người còn rất là đẹp nha, nói chung con này đẹp lắm mà em cũng ít rất ít xài nha. Như em có một quay một số đoạn video này chụp bậy bạ này. Đó, đây là chụp con chim ở xe nha. Đó, con chim này, con cu, con cút cút cút, trong em không phải dân chuyên nghiệp mới chụp không có chuẩn lắm đó mà mọi người. Chụp ảnh quen rồi này kia thì có thể chỉnh sửa cài đặt, em chỉ chỉnh qua auto là em dứt thôi,
Thành ra auto thì nó không có chất lượng bằng mình chỉnh manual tự nhiên hết nha. Mình quay phim đông sướng này kia mọi người. Thằng lành à, thằng lành. Thôi có đoạn, đoạn phim là chút nữa em sẽ cắt ghép nha. Cắt cái đoạn phim em quay vô cho mọi người xem nha. Quay phóng to này kia đó. Đó. Có nước gì xịt vô đó không? Cu rồi ta. Giải lao cái sạch dung cái gì đâu. Rồi muốn sạch nữa mua cái chai xịt vỏ vậy anh xịt vô lần cái bữa sau anh xịt cái hôi à. Chai xịt vỏ uống một ngàn gì vậy anh xịt lên xịt đều vỏ. Rồi bấm menu này là đây, menu menu nó bằng tiếng Anh mọi người nha, toàn tiếng Anh rất là dễ chỉnh ha. Đó còn thực em không biết chỉnh luôn á. Em vô em sùng mà em chỉ biết auto là quay chụp thôi, chụp đôi lúc là biết chỉnh sơ sơ menu này để chụp thôi ha. Đó này cho thấy gạt mình lúc đây qua lại hay là cái dòng xoay này không có cảm ứng mọi người nha. Rồi, quay lại menu à, ảnh chụp quá trời quay phim này kia rồi mọi người. Cục pin này còn tốt lắm nha, quay tốt lắm nè, được bước đây chụp tạm tạm chút. Cái này mà đi quay chim cu này kia ngon, nó độ phân giải chụp ảnh nó là 12.1 megapixel nha. Đó, HS còn rất ngồi hình rất ok. À. Rồi, em sẽ lồng video ở cuối cái phần giới thiệu của máy quay này nha. Còn nút bấm hay là gì đó gì nghiên cứu, độ mới còn rất là cao. Cái này gì mà cái vân tay của mọi người gì lấy cồn ấy, mọi người xịt vô, lấy khăn sạch vệ sinh nha. Vệ sinh nha. Một, chi tiết hơn nữa mọi người có thể tra trên mạng để tham khảo, mã là SX50HS Power Shot nha. Cục pin này còn cực kỳ mới luôn, thẻ nhớ 8 GB. Cái sạc này hoặc là cái sạc rào rời này, nó nguyên túi luôn cho mọi người nha. Túi này thì em mua ở Việt Nam thôi. Mua ở Việt Nam thôi nhưng mà cũng mua chứ không phải free. À, giá em sẽ ghi lên đây mọi người luôn. Ở này bán cũng được mà không bán thì đỡ ra mọi người mà đừng trả giá chi mất công nha. Rồi mã B1. Còn rất mới mọi người nha, mới 3 triệu 8. Hàng này là mua sơ đơ bắt buộc đặt cọc nha mọi người, bắt buộc cọc. Và khi giới và phí ship con này sẽ cao và vì em sẽ đỡ đồng kiểm. Đồng kiểm bằng video nha. Thì hàng điện tử này rất nguy hiểm, đồng kiểm hai bên rõ ràng luôn. Đó, còn cái này chuyển khoản hết thì em bao ship, mà này trường hợp mà chuyển khoản hết chắc khó lắm ha. Đó, đồng kiểm phí ship em sẽ bảo hiểm hàng hóa này kia đâu đầy đủ luôn đó, một túi một video này còn chi tiết như thế nào mọi người xem phần video nha và tham khảo thêm trên mạng. Rồi mã B1 3 triệu 8 mọi người nha, 3 triệu 8 bên người thì sẽ xài rất là ok luôn, bên kiểu em mua hàng sử dụng rồi nhưng mà sẽ xài ngon. Tiếp theo thôi bắt cái gì lên cái đó rồi tính theo thứ tự bắt gì đó. Đây mình rượu. Ui, có mọc điện rồi nha, bình này chưa xài mọi người thì khỏi sợ hàng xài rồi nha, chưa xài luôn ly này, ly to ly nhỏ, nó một màu một form một kiểu là luôn người, có chữ hết nha, toàn bộ có chữ này, như nó bị bể một cái, đây này. Cái này bị mẻ ở đây, này. Cái này em cứ bỏ ở đây, người lấy thì em lấy, còn bốn cái như này nha, đó, nó có chữ gì người em không biết. Cái đây 4 cái nha, 5 cái mà một cái mẻ còn 4 cái, mẻ hai chỗ luôn ha. Rơm của nó. Này giống gỗ sứ gỗ qua đây, bình rượu, rót rượu qua đây mọi người nha. Để kiếm miếng nước rồi thử hàng nữa ha. Rồi, cái bên này gì, nó rót rượu nhất nắp luôn ha. Đó. Ủa. À. Bên này chưa dùng mọi người nha. À, bác nào mà kỳ thị với hàng cũ hàng dùng rồi nha, thì mọi người bỏ qua. À, này nó giống nha, nên ly rồi là của nó nha, không ghét bộ mọi người nha. À, làm văng trắng men lúc men này ý, mình rượu quá độc luôn mọi người nha, có chuyện mọc dưới đấy đàng hoàng nha, kiểu như bánh bánh ống rất là hay. À, bên này chắc chứa cũng có được xị mọi người nha, chắc hơn hai
xì rưỡi 2 xì mọi người. Rồi cái ly này mẻ nhưng mà em vẫn để đây cho mọi người nha. Cái này em bán hàng này thì em không có nhiều. B2. $440.000 nha. Mình được bắt đập. Đó. Em không chiên mấy mặt hàng này rồi ra giá em mua vô với giá bán ra thì em tính toán vậy thôi. Còn người thấy phù hợp thì mua, mình khó quá thì mình có thể bỏ qua. Tiếp theo đó. Mấy ly là ly không phải ăn chè mọi người nha, đây là ly uống trà. Ly uống trà. Hiện tại đây em đang có 15 cái ha. 15 cái. Bán nào mua hết đó, thì giá là thôi bán lần 5 cái đi. Ha. 5 cái 120 mọi người nha. 5 cái 120. 5 cái 100 ngàn nha. 5 cái 100 ngàn. Đây là ly uống trà. Tất cả ly rồi. Thôi. Này dính gì vậy đó. À, đó. Kích thước nó cũng không có lớn lắm. Để em thích đo. Ly uống trà. Nhưng mà so với uống trà thì nó là to. Có chuyện mặt dưới đó cho nha. 100 ngàn 5 ly. 75 mọi người. Sâu lòng là 40. À, cho vậy đi ha. Cao tổng là tầm 52 ha. Đó. Cứng xét 5 ly nha. 2 3 4 5 ly. 5 ly 100 ngàn nha. À, kiếm chủ ghi ra. 5 ly 100 ngàn mọi người nha. Thì em sẽ ghi chung của nó là B3 B3.1 B3.2 B3.3 ha. 100 ngàn 5 ly mọi người nha. 100 ngàn 5 ly B3.1 B2.3 đó. 5 ly 5 ly 100 ngàn nha. Đây là ly uống trà à, truyền hình chú tiểu hay gì đó mọi người. Cái này của Nhật mọi người nha. Nó Nhật cái truyện mộc đầy đủ. B3. Rồi, 5 ly 100 ngàn. Theo bắt cái gì nè. À, đây đi. Đây, cái đây là hàng mình để lâu quá bụi. Có bị gãy bằng chân đây mọi người về từ sự nha. Chữ Nhật chữ viết kìa. Khung này bằng gỗ nha. Hình ở trong mà mọi người nó khác kiểu 3D đẹp lắm. Không biết nó làm bằng nguyên liệu nha, có hình hai con cò. Không biết làm bằng nguyên liệu gì. Đó. 3D nha, 3D nha. Cái này thì cái này chắc bữa nào gửi phải gia công à, cho nó cứng ngắc nha, cái này gửi cũng nguy hiểm lắm, dễ vỡ lắm. Đẹp ạ. À. À, này đỡ bàn trưng bày rất là đẹp nha. Kích thước ngang của nó tầm 19 mọi người nha. Cao tính luôn cả đấy nha. Cao tính luôn cả đấy là 16 nha. Đó, hình con cò. Trên xuống nè. Nhìn ha, này bỏ bàn đẹp lắm. Nên sẽ cố gắng gói kỹ mấy cái này nha. B4. B4 400k mọi người nha, 400 nha, 400k mã B4. Rồi để đây. Không mua thì mình đợi bàn lại luôn. Vì bàn về chặt quá thì chưa là ít thôi. Okay. Cho lên cái đống lùm làng khàng này trước. À, cũng nói luôn mọi người nha, mấy cái bình nước này là em chưa test nha, chưa kiểm tra qua nước nóng, nước lạnh gì đó. Đó. Cái bán em chỉ vệ sinh lau chùi thôi, với lại ngoại hình em cho người coi ngoại quan thôi. Còn em không biết là nó có giữ được nóng gì được lạnh này nha. Đấy, nó thẳng đến like luôn. Cái này thử nó mất thời gian quá. Đây, bình này, sạch tưng nè ha. Đó, thì cứ coi như nó là đựng nước thôi đi. Cái này nó bị nứt cái nắp ở đây mất xíu rồi. Buồn quá, cái này nhiều người có thể... cái ruột đẹp đó nha, ruột hình như chưa dùng quá, có thể lấy keo dán lại mà dùng. Đây, tem tiếp rồi còn đầy đủ đấy, nó bị để ngoài bãi nó tróc sơn rồi thôi. Con này sản xuất tại Trung Quốc. Này không biết mấy lít nữa. Đây chiều cao nha. Thương hiệu là Peacock nè. Tổng chiều cao của nó là 27 mọi người, 27 ha.
Ruột đẹp nha, ruột đẹp nha, còn giữ này kia thì em không 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 chưa thử là không biết nha. Chưa thử, không thử mất thời gian nó bán rẻ mọi người thôi. Mấy cái này tự nhiên là hầu như là em sẽ không nhập nữa. Và sau này nếu có nhập thì trực tiếp thì em sẽ thử á. Rồi cái này lỡ lô đây thôi. B5 80k. 80k nha, đắp nhiều người tiếng thì tự nhắn. Theo. Con này nó bị cắn mốt một số chỗ này. À. Nắp nữa. Ngoài con này ruột được cái là đẹp luôn nha. Đây. À. Đó, ấn vào này kia ok nha. Ruột đây, ruột ken người thăm. Nhưng mà em chưa thử là em cái này chắc là giữ nhiệt được nè, mà không biết là hiện tại nó có còn giữ nhiệt được không. Em chưa thử nha. Đó, một người bán với giá một người giờ tự xử. Giờ thử mất thời gian lắm mà bán một người dám bền thôi. B6. Con này không biết nhiêu lít mọi người, đo chiều cao thôi nha. Chiều cao 25. Đường kính tầm 6.7 ha. Con này chỉ bị cắn thôi ta. Mà hình đẹp lắm. Cái ruột chứ. Rồi 90k. 90k B6 nha. Hầu như mấy con này ruột nó ok lắm mà nó bị lỗi ngoài người. Cái này thì em không có lựa trực tiếp, em mua là năm nay mắc in mua về á, không có kiểm được. Cắm mốt rồi trầy sơn lắm. Thương hiệu là The Mod này, con này sản xuất tại Malaysia, con này cái dung tích là nửa lít. Rồi. Đó. Đây ngoại hình ngoại quan nó như trong người xem như thế này nha, con này còn khá là ok. Con này em xúc nước sơ và thấy nó rất là sạch à, ruột này cao su này ha, ruột này ô, con này còn đẹp lắm, nửa lít nha. Còn về giữ lạnh giữ nóng thì em chưa thử, thành ra em nói thẳng người ra luôn nha, đỡ mất lòng. Mà cái tỷ lệ mà nó hỏng bình nát lắm, nó muốn hỏng người hên xui nữa. B7 90k nửa lít nha, mình còn đẹp lắm. 90k B7. Người lưu ý là em đơn trên 300 ngàn chỉ còn đủ bao ship nha, còn đơn dưới là không có bao ship mọi người đâu. Con này cũng made in Malaysia, con này nửa lít luôn. Đó. Tem này nó bị tóc sơn cái lít nha. Con này có nửa lít thôi nha mọi người. Đây cao su này kia này. Ruột. Ruột con này gì nó không đẹp bằng hai con kia nhưng mà người gì tự vệ sinh giúp em nha. Còn khá thôi, không đẹp. Nắp này. Đây. À. Con này còn không đẹp bằng con xanh trước. Còn giữ nhiệt thì người gì tự test. Còn muốn test nó luôn thì được sao ta? Thôi. Khi nào không bán được thì em lấy ra test thôi. Cái này chưa test thì nó chưa test. Làm biến lắm. 70k. V8 70 nha. Nửa lít nha. Rồi con bình đen đây. Anh em lên The Mod của Made in Malaysia, con này còn nửa lít luôn. The Mod nó dập chìm luôn này. Sơn này nó có tróc tróc cái sơn. Đắp ra đây. Nửa lít nhưng mà cảm giác nó lùng hơn nha. Đó, hoàn hình nha. Con này có dùng rồi này. Không đẹp lắm, mà ruột cũng tương đối, con này giờ ruột phải vệ sinh với em nha. Cái đống cạnh vàng đó mọi người, giờ vệ sinh với em nha. Đó, giờ vệ sinh với em. Cao su này. Đó, giờ vệ sinh kỹ kỹ hơn nha. Nửa lít nha. B9 60k. 60k. Rồi lưu ý mọi người nha. Hàng chưa, em chưa có test nước nóng nước lạnh cho nó. Nước đựng nước hay là để giữ lạnh em cũng không có rõ. Nói thẳng mọi người luôn. Không phải chuyên môn thì em nói rõ nha. Rồi, lên tiếp mọi người mấy quả nâu đi. Có hai cái nồi thôi. Hai nồi. Nồi này to này. Đấy. Hình như cái nắp này nó hình như cái thiếu thiếu một cái viền ở đây nè mọi người. Đợt về chưa vệ sinh này nó thấy có cái lằn này chứng tỏ là nó bởi cái giống này này. Nó nhựa giống cái đây này ha. Đó. Ruột này. Ô cái này nhiều người lâu chùi vào sân sơ là dùng được nha. Còn khá là mới này nắp cắn ở đây xíu thôi, cắn ở đây xíu thôi mọi người nha, còn không vấn đề gì hết.
đường kính là 21 năm. Xe nó chó vậy ta, 21 năm. Sâu là 11.5 nha. To, mọi người rất là to. Cái này nấu được từ nha. Đây, nấu được từ rồi nha. Nấu được từ. Người vừa xin thêm nha. Đấy đó. Mà hình nữa này giờ người lấy bùi nhùi mấy đánh vậy là đánh sạch sẽ lại này dính keo. Đó, tay quay còn đầy đủ ha. Nồi này nấu khá lớn, khá lớn. Thì về máy của ta 9 30. Này giờ cái leo quá là hết nha mọi người nha. Leo quá là hết rồi. Rồi. Nồi bự này em bán 270 nha. 30 270 nha, rất là to nha. Coi thử có thương hiệu thương hiệu nó in ở đâu. Như nó có cái tem ở đây mà nó bị lột rồi mọi người. Rồi cái này cái quánh nhỏ ha. Có dập thương hiệu ra đây mọi người chìm đây nè. À, Made in Japan nha. Made in Japan luôn. À, nấu được từ nha. Con này nấu được từ luôn. Nhỏ xíu thôi. Đường kính là 15 năm. Sâu là 8 nha. Cái đây chỗ cái tem của nó mọi người. Mọi người lấy bùn nhùi đánh ra nha. Đó, còn lại ngoại hình. Ha. Đó, có thể vừa sinh sơ là dùng luôn, nắp ở đây. Còn mới tinh nha. Cái này nhiều người lau chùi là dùng được luôn. Quánh Made in Japan nấu được từ. Con này 180 nha. Mẹ B11. B11 180 mọi người nha. Có cái nọc tôm phải lên này xíu. Ok. Thiệt tình không đầu tư được cái chân que. Đây cái cái giữ máy quay em khớp khiết còn nó muốn bung quá rồi mọi người. Đó, không giữ được. Rồi, cái nồi cơm nha. Cơm Hitachi. Hitachi. Đó, giờ này thì em không biết ngồi chỉnh 2 giờ này. À, bóc ra lên ha, đó. Ruột nè. Con này nồi 1 lít mọi người nha. Ồ, nó dày cui, nồi dày lắm. Dày kinh khủng luôn. Ha, này nồi 1 lít mọi người nha. Nồi 1 lít. Ruột ở trong ở đây. Để em đỡ lâu quá không dùng bụi mọi người. Đây cái nắp đó. Cho mình xem cái nắp nha. À. Đó. Con này có áp suất có điện cao tầng nha. Bi. À. Đây, cục trên nó đây mới nha. Con này em chưa có vệ sinh gì đâu mọi người, em lau sơ bên ngoài thôi. Người dùng thì vệ sinh sạch sẽ lại. Đó, tùy mọi người nha. Ron cao su đâu còn ok nha. Cao su còn ok hết nha mọi người. Nó hơi ngã màu nhưng mà không đáng kể. Đó. Rồi ha. Ngồi quen, đây nắp tay ha. Đó. Ngồi quen, đây. Nó có trầy nhẹ đây xí nè. Cái đây bữa em mua lúc ngon lành mà vận chuyển vậy nó bị bỏ đây xíu không ảnh hưởng mọi người nha. Cái chỗ này xíu ở đây nè, cái miếng xeo cái bát này nè, nó bị nứt cái này xíu. Mức này bỏ đây, em bỏ luôn rồi. Là thông số của nó đây, nồi là 1 lít, mã của nó là RZSG10Z của Hitachi nha. Con này Made in Japan mọi người nha, đây, Nihongo nè, Made in Japan. Công suất là 1400W, mọi người lưu ý là nồi cơm này nối điện 100V nha. Con này thì dây trong nồi luôn rất là tiện. À, đó nó chỉ bị bỏ ở đây thôi đít nè. Người dùng thì vệ sinh lại, nói chung là em chỉ lau sơ thôi, trẻ lấy làm gì mày hết, nồi cũng rất là ok. Rồi để em test mọi người luôn. No.
Đó. Ủa đang bấm mày nấu hả ta? Ôi dù có cơm nào nấu? Tách lúc nào nhỉ? Em thực sự là em chưa biết sai nào luôn. Tách nó là ta? À tách lúc đây. Đó, tách lúc đây. Bật lên là chạy nha. Bật lên là chạy bình thường nha. Bấm. Không biết nội dung nào. Đó. Em mua gì mà chưa biết nội dung không rồi? Là bữa nào mà mua cái gì đã xài thử. Tại vì điện nhà chưa lên điện 100V. Dây rút nè mọi người nha, tiện lợi. Rồi, có áp suất, có điện cao tầng, nồi 1 lít nha. Con này nó bị bở nhẹ xíu với lít nè mọi người. Rồi, cái nắp này vẫn có một số cắn, cắn hạt gạo thôi. Cắn hạt bắp, gạo hơi nhỏ. B12. Không phải B12 người ta. Rồi, B12. Con này bán 900... 950. 950 nha mọi người nha, chỉ còn đủ bao ship. CD thì nồi cơm này chắc mọi người phải cọc cho em. Nó nặng lắm. Gói này mà B12 950 mọi người nha. Thế giới ơi, tăng. Có cái võng là mọi người, võng tay ngang này, cái võng ngang mà thôi. Bữa nào bán quần áo bán mọi người nha, nó dài quá cái này không quay được. Không quay được. Rồi, lên mới đồ lên tinh đây. Đó. À, tiếp theo là một người máy móc lên tinh đồng hồ bút viết kia đây. Lên một người con đồng hồ phun họp này trước nha. Con này sản xuất lâu đời lắm ạ. Con này là đồng hồ kim trôi nha, cái hộp này là hộp riêng của nó đó mọi người. Hàng này chưa dùng luôn. Này đã trưng bày thôi. Thương hiệu của nó là Edipenso vậy đây. KC có nữa là cái vỏ máy nó là tại Trung Quốc, nhưng mà cái ruột nó là của Nhật nha. Thương hiệu này nó bán ở nội địa Nhật. Đây. Rồi, lộn ngược. Đi bên sổ bên bên đình vậy đây mọi người. Đó. Nó đang chạy bằng cái kim rúng rồi mọi người thấy không? Kim rúng này. Bấm này thì nó sẽ chạy cái kim này. À, nó là kim trôi nha. Kim trôi. Màu trắng, à nó còn miếng siêu dán luôn nè mọi người thấy không? Siêu dán màn hình này, mới tinh nha, mới tinh luôn, 6 kim. Con này size của nó là 40, tính luôn cả nấm là 42 mọi người nha. Đó, bấm là kim trôi chạy nè. Con này ba cốt 6 kim. 1 2 3 4 5 6 6 kim mọi người nha. Mới tin luôn, con này chưa dùng lần nào luôn mọi người. Mấy này chỉ đỡ trưng bày thôi, cửa hàng thôi sao. Đó. Đây xoáy nha. Đây xoáy, con này chắc chống nước được luôn. Mới cái này mọi người yên tâm là đỡ cái phần roll phốt rồi nha. Vì trăm miếng dầu nó là sử dụng luôn. Màu trắng ha. Đó, đang chạy ra người. Kim trôi nha, kim trôi màu trắng. B13. B13 nha. B13 này 6,5 mọi người nha. 6,5 nha, 6 kim. Đó, còn nó là mới luôn, màu trắng nha. B13 6,5. Thế giới ơi tan tành như mây. À, con này xanh này đợt lâu lắm mọi người, em bán từ đợt này nào. Nói chung là hàng này không mua giùm, để lâu không dùng tới. Thanh lý. Đó, đang chạy ngon lành nha. Con này là thương hiệu là Bolotem Bloglet nha. Đây, mã các kiểu đó, người thời tra tham khảo nha. Khác logo chìm nè ha. Đó, logo nó có dập nơi dập nổi luôn nè ha. Con này nghĩ là có các mắt rồi nhưng mà tôi còn khá rộng, người thích thì cắt lại nha. Đeo vô tay. Đó, nam đeo thoải mái nha. Cái này nam không phải nữ đâu. Nó là 41 tính luôn cả nấm, mà không nấm là tầm 38 39 nha. Đó. Nam đeo màu xanh, 6 kim. Cái này bấm sao ta? À, kia nó chạy hả? Em không biết ngõ sai đồng hồ đó mọi người. Không chiên đâu. Cái này bán kèm kèm thì vui thôi. À, sau lô thanh lý này chắc là lâu lâu gì vài cái bán vui, không đam mê. Rồi, con này xẻ mọi người luôn. Này đợt trước mua lâu quá, không nhớ, không vô tiền. Bán đại.
sớm rưỡi luôn, còn rất là mới mọi người nha, rất là mới, mua lục tìm đi sấy luôn, không có bao gồm hộp nha, không hộp, hộp mua 100.000 cái mới bán lỗ lỗ để hộp đỡ lại chơi, 6.5 B14 nha, Bolotem hộp để tạm thôi, hộp này mà nó bán 100.000 cái không? Không có gì hết rồi. Cái này là một người lấy cái dây còn ngon này, cái dây nó mới in frank còn rất là mới luôn, rất là mới luôn, hình tờ sexy chưa. Cái này chắc cho nữ đeo, bác nữ nó đeo cái này chắc cũng chịu đòn dữ lắm. 35 nha. À, đang con chạy, đang con chạy nha mọi người thấy không, mất mấy con nhất nhất nè, này để lâu lắm rồi. Con này là X-Watt nha mọi người, da là da rắn hay sao á, mất in rắn này, này giống da rắn sao mọi người. Cái dây này không là đủ tiền nha. Rồi cái này để lâu, mấy hàng này đã lâu đó, xe hết rồi, bán tục quần luôn. À, rồi này cái dây không mọi người, 200-300 ngàn không mua được cái dây đây nha, dây của Pháp này, dây da rắn này, B15.8 nha, rất là bựa luôn. Này mà to tức là em sẽ đỡ đeo, này nó hơi nhỏ, đeo cái này tí tệ phết, nột đồng hồ năng lượng Pola gì đây đó, này nó có đỡ qua nhịp tim mọi người, em đeo vô tay cái nó chạy này, thấy không? Đó, tự đeo vô tay cái nó chạy luôn mà chả biết dùng như thế nào, đếm như thế nào đó. Cái này em thử lại cho mọi người nha, tắt đây, stop này, rồi 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 đeo tay nha, bấm từ từ bấm chế độ tim đi, đây đây rồi, đưa tay này nha, không bấm gì nha, đó đưa tay là nó tự kêu, gần tay là nó tự kêu, mọi người hay lắm, mà nó hiện trái tim mà không biết đo hay là như nào khó, không biết ngỡ dùng nha. Made in China, đời sai ở Phần Lan, Pola có mã vạch luôn này, ghê chưa. Đấy, người thao có mã QR mã code á, dây này dây nhám trượt rồi ngon lành nha, còn mới lắm người, còn mới lắm này, hay hay thôi, bán không bao lắm người nha, bán cái kiểu như người giải trí thôi, 150 đi. Này nam đeo cũng được mọi người, không biết có đo được không, B16 150 nha, không chỉnh chiếc thì mọi người về tự xử nha, B16 150. Tiếp theo con đây, con đây đồng hồ nữ này, ủa đeo lộn ngược, đồng hồ nữ nha, Queen Quy đó, đang con trẻ mầm nha, con này không biết là có thay rôn thay đồ vô, con này đồng hồ em đã lâu lắm rồi, nữ đeo nha, đó quất này. Ô dây lụa lên tay nha, đó tay em xấu đó, đeo đồng hồ không có đẹp, 100k đang chạy vào nha, không khéo cái này cái cục pin không là hình muốn nửa tiền à. Em không nhớ em thay cục pin gì nữa, cái này em thay lâu rồi, Win Win nha, cục pin thường là em ít khi mua pin lõm, mọi người pin 30-40-50 có khi 60-70 không à, B7 100k đó. Rồi tiếp tục tới con này, con cơ auto, auto đây là Tommy, đây là của Seiko hay là Seiko hay sao mọi người ơi. Đem tay chạy nha, đó lắc lắc con chạy màu xanh, mặt Mika này người đánh lại cho nó sạch đẹp, không có thích thì thay kính mới nha, con này size của nó 37 tính lung đúng nha, nam đeo nam tay nhỏ đây, Tomoni đây, tháo mọi người đây, cái ruột em cày sẵn cho mọi người coi ruột này ha, thấy chữ cái da băng đây, da băng này ha, không phải máy Trung Quốc tào lao mọi người nha, lắc 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 cho nó chạy, đó nó chạy nó lắc nhiều lần cho nó chạy nha, này không có lâu dầu lâu đồ, không bảo hành dầu giết gì đâu mọi người nha, từ xử đó, giờ ron riết rồi mọi người từ xử nha, đó rồi cơ automatic nha mọi người nha, automatic cái này nam đeo được nha, nam đeo được. Ủa đâu con này lớn đấy chứ, con này 37-38 mọi người nha, nam đeo được. Giờ đánh bóng vệ sinh lên, nó có con cơ à, người về tự gắn nắp nè nha, tháo ra em gắn B18 3.5 nha, 3.5 B18 con lắm được, trước em mua 4.5 mà giờ về bán 3.5 luôn,
quá dữ. À, con này là Marumen, Marumen Nhật Bản nha. Hình mặt trăng mặt trời rồi nè. Mà cái lịch của nó hình như là không chỉnh được nha, cái lịch số 10 rồi nè, không chỉnh được. Nhưng mà cái mặt trăng mặt trời này nó lại chạy giờ giấc thì chạy đúng. Nó bị lỗi mỗi cái lịch thôi. À, pin này chắc là thay pin tốt nè. Rồi. 100k. B1900K rồi nha. B900K. Đó, còn mới là người, kiểu đồng cổ nha. Mới lắm, này đồng hồ nữ đeo dây mới luôn. Đó, mặt đồng còn rất là ok nha, không trầy xước gì hết. Chỉ bị lỗi cái phần ngày thôi, em không biết chỉnh với đó. Bây giờ ngồi nghiên cứu chỉnh là mất thời gian. Tiếp theo, con này là Gucci nha, thay dây này là không phải dây zin của nó. Mấy con này là em bao một người là mấy vàng, mấy đỏ gì đó là của thị sĩ nha. Người cần coi ruột em sẽ mở ruột cho người coi nha. Cái này thì có thay ron rồi, nhưng mà cái ruột của nó là thụy sĩ chuẩn luôn nha mọi người nha. Đó, giờ người tự dọn lên tự mạ vàng hay đó thì tùy mọi người, nhưng mà Gucci là hàng hiệu, máy thụy sĩ chuẩn nha. Ai mua cái này cần mở máy thì mở máy cho mọi người xem luôn, mở ruột ra luôn nha, mở ruột cho mọi người coi luôn. Máy này nó đắt tiền lắm mọi người. Đây em mua qua lái, mấy cái này là đồng hồ này không có nhập bên Nhật gì nha, mua qua lái này, mua online của người khác thôi. Đó, mà đồng hồ này mua online về thì chú ăn quá. 30-30,5 đồng hồ nữ nha, Gucci chuẩn máy Nhật luôn, mới luôn chuẩn máy thì sĩ mọi người nha, thì sĩ 100% luôn, pin thay là pin xịn trong đây luôn nha. Đó, nhưng mà cầu hình cái phần này nó hơi bị chốc lớp xi mạ, người về tự xử tự dọn đẹp lại nha. Đó, 30-30,5 máy thì sĩ Gucci chuẩn nha, Gucci chuẩn luôn. Tiếp theo con này, con đây là con Corum kim vàng nha, kim nó là vàng thiệt hay sao mọi người hỏi anh ta đó. Nhưng mà con này là hàng thương hiệu này, nguyên cái cục đây không biết phải bằng vàng không này, này logo của nó nè. Máy mọi người là muốn mở ra kiểm tra máy em sẽ mở cho mọi người xem máy luôn nha, chuẩn mọi người luôn. Ui phải rớt ra luôn. Đó, người thấy chữ thì sợi không switch không. Con này là sản xuất tại thị sĩ luôn chứ không phải là sản xuất tại thị sĩ luôn chứ không phải là chạy máy thị sĩ không nha. Rồi hàng này một cái thương hiệu này đang nói đắt tiền lắm mọi người. Lịch liếc con này kia là còn chạy ok hết, mọi người về tự chỉnh giúp em nha. Corum đồng hồ này nữ đeo thôi nha, nữ đeo thôi mà hàng đắt tiền, đeo vô rất là đẳng cấp luôn. Corum nào mọi người nha, đó người dịch ra tham khảo em có mã đây, đó người tra cái mã là ra cái đồng hồ luôn nha. Hàng này hàng thương hiệu, cục này em thấy bán với bác bán bên tràng đắt lắm, bán bèo lắm, 900.000 không rẻ. Em thì bữa nghe thương hiệu xịn em chốt em chả biết nó lâu là gì, kiểm tra đúng là đắt thiệt rồi. B21 là 700 nha. Đó, sản xuất từ thụy sĩ, này nhiều người tự dọn đẹp nha, từ tre rôn nhớt các kiểu rồi đó. À, em không tre đó. Ê, thiếu con ốc nhỏ đây sao mọi người, này chắc đỡ lại chơi quá, là mua đắt tiền lắm, bây giờ không biết đắt sao, bán vậy thôi, ai mua được mua không có mình bỏ qua nha. Cái đấy nó bác nào mà muốn dân đồng hồ á, người biết giá trị của nó ghê lắm. Rồi tôi viết tem mạc nè, đấy đi ra nhìn ta. À đây, thương hiệu là Volvo. Hay dạng nó ra này, con mực à. Còn mực nha, này cái này chưa dùng mà sao mọi người, quốc nhật mới tin, tem sách hướng dẫn sử dụng các kiểu luôn. Thương hiệu là Volvo. Nghe cái viết mà 120 nghe đắt đúng không mọi người. Bán cho vui thôi, chờ có món này món kia cho lẹ thôi. Đó, cái này làm công phu không, cái này là Yanase là nguyên cái hộp nè. Đó, quần gỗ nha, quần gỗ. Ồ, cái này mạ vàng sáng chói luôn, đẳng cấp pro, có hai cái ruột luôn, hai ruột dự phòng luôn nha. Đó,
Chắc đỡ là xài quá, đẹp quá. Thôi máy này không có cái gì giới thiệu nhiều, hàng này chưa dùng còn đẹp. P23 mà vàng đẹp đó. Con này bán 90k thôi mọi người nha, 90k thôi nha. Rồi con 23 này bán còn nguyên hộp luôn hả, 26 đi, 23 26 nha. Không phải thương hiệu của Pháp, của Ý gì đó, nhưng mà này của Nhật nhìn thấy cũng rất là ok mọi người. Vỏ gỗ nha, P23 26. Thấy ở Việt Nam mình cái loại vỏ gỗ này bán cũng nhiều, bán ai phù hợp mua thôi, chứ còn em không làm cái chuyện đắt rẻ. Ai con này em mua đỡ dùng nè. Đó. Con này khả năng người ta cũng vừa xin si lại rồi mọi người. Nhưng mà cái chất nó nguyên bản còn đẹp nha. À, con này là Prada Made in Italia, nó là size 43 mọi người nha. Đây, nắp hộp cái này mọi người. 43 đây nha. Có một cái tem tích hàng ở đâu đây? Đây. À, 43 này ha. Black Style 286 này, mã vạch này ha. À, 43 này. Mang không có vừa, 43 thì cái chiều dài chân em mang thì nó dư nha, chân em 42. Nó dư xíu đây. Nhưng mà cái phần này nó chặt này. Phần này chặt này. Rồi, phần này. Nhưng em vẫn mang ráng được mà em không thể mang tắt nếu mang đôi này được. Cho nên ra đôi này dành cho những cái bác nào chơi 42, 43 mà chân thon thôi nha. Chân thon rồi nha. Chân thon chân em thì nó bè ra, thì nó chặt chỗ này nè. Ha, đó cho một người hình dung trước nha, đã mua gì mà chặt mang được. Dây này là chưa xỏ em gì tự xỏ nha. Cái này chắc hàng đỡ cửa hàng để thử cho khách thử hay sao á mọi người. Em thấy nó còn mới lắm. Rồi đó nè ha. Có cái gì đây nữa mọi người, không biết. Cái này chưa sợi dây nè ha. Rồi. Cục bóc cái dây của nó nè. Nó đế mềm lắm nha, mềm lắm, mềm lắm. Dây của nó. Này, size 43 in Italia nè, chân là 286 cũng ha. 286 2E nè. Dạ yeah, ok nha. Đó này là da thiệt đó nha mọi người. Prada, da mềm nè, nó mềm lắm. Rồi cứ bỏ ở đây, mai đóng cái mua đóng gói thì em sẽ bọc lại. Lưới là chân 43, 42, 43 mà chân thon dài thôi nha, chân mà bác nào mà chân bự bự mà bè bè ra thì không mang được cái này, sẽ cắn cái chỗ em chỉ một người nãy giờ đó. Đó cắn nha. B24. Mấy thằng này đắt tiền lắm. Này em mua mục đích là dùng thôi. Số 53. Đó, được một người lái không có thì khi nào chân em teo lại em mang. B24 653. Hàng mua dùng cái giá cả em cũng ít trả giá lắm. Em mua bán thì nó khác, nhưng mà mua dùng thì giá ít trả. Ta hét sao mà thấy hợp thì dứt à. Rồi tiếp theo. Ai là mê. Đồ nghề thì được ít đi dạ. Mấy cái nào mà không cần vệ sinh, không cần dọn á. Không cần vệ sinh, không cần dọn á. Thì em ưu tiên em bán trước nha. Nguyên đóng đầu mài đây 100.000. Mẹ bê hai mấy nhỉ? 25. B25 nha. 100.000 mọi người nha. 100.000. Có hai cái nhiều nha. B25 100k. Rồi giờ hạ thấp xuống được nè, đó. B25 100k. 100k nó gồm có những gì? Đây mấy cái đầu mài nè người, đây có tem tiết ở dưới đây của Nippon nha mọi người. Japan đàng hoàng nha. Đây có chỗ còn nhìn được chữ Japan, Japan nha. Nippon nè. Đó, nắm đầu đây. Chưa dùng mà nó bị tróc cái vỏ không? 1 nè. 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cái đây của 20 em chia đều rồi nha mọi người. Chia đều còn dư lẻ mấy cái thì em đỡ dùng. Đó. 20 cây như vậy là 100.000 nha. Cái này 5.000 một cây. Đó. Chút xíu cái này cốt là như là 3 ly mọi người. 3 ly nha. Rồi, nắm này
100k, bỏ bọc đây, chạy lung tung. Mã B25 em có hai bộ nha, B25 có hai bộ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15. Đó, 15 cây lớn và 5 cây nhỏ, đúng rồi, chia 5 cây lớn, 2 cây nhỏ. Cái này nó nhỏ vậy, không phải là xài mòn còn như nào mọi người nha. Đó, đóng này 100 ngàn, 2 đóng, 25 có 2 mã nha, 25 có 2 mã. 26, 27, 26, 27 là 2 bộ 1 con. Tìm dán giấy rồi ta. Có cách, có cách, có cách. Đấy, bỏ vô bọc. 26 trước nha, 26 trước. Đây. Một bộ là 28 mũi nha. Đây, một mũi Nachi. Đây là Nachi, mũi này là mũi 6.2 ly nha. Mũi mới tinh tinh này. Mũi mới tinh này. Bỏ vô đây. Mũi này mũi Nachi tiếp. Nachi này 16 luôn. 16 đó. 2. Rồi gương nấm này. Đó. Mấy mũi lục giác nè, 3. Ủa, mũi giác này 3.7 Nachi luôn người. Đầu này có thể mọi người phải mài lại mới dùng được đó nha. 4 5 6 đó, có mấy mũi này lục giác. 7 mũi này lục giác Nachi xịn như ta. Mũi này 8.5, mũi đi đẹp đó. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 mũi 28 nha. Hết giá mọi người, hết giá, hết giá, hết giá. Đó, phù hợp mua mọi người nha. Nay lên đây hạn chế than vãn. Phù hợp mua. Để em than mua đắt hay mua rẻ vô. Quan trọng là mình phù hợp. B26. 257 thôi, 257 thôi. 257 thôi. B26 257 nha. Đó. Tiếp theo. Này B27 đây. B27 cũng 270 luôn. B27 270k. 270k nha. Mày tức luôn. Này mũi này đa số là mũi Nachi thôi nha mọi người. Úi giời, đang thui tôi lùi nè, đầu ha. To nhỏ gì lẫn lộn mọi người, em đếm số lượng thôi. 1 2 3. Cái gì Nachi không à. Mũi đẹp quá. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sợ 270 này mọi người mua được có mấy mũi. Mới á, còn cái đầu đây mũi nó xài được, xài sẽ được mọi người mài lại với em nha. Đây 7 270. Em không có sửa đâu, bỏ nó công rồi sửa nữa thì đúng rồi đó thì lỗ công. Đó, được hai bộ mũi con này thì phù hợp cho mấy anh mấy bác nào làm gia đình nha. Gia đình ok. B28. Đồ bộ này ngon. Nhiều khi mọi người á 200 ngàn mà mua được có một mũi trong đây thôi á. Thiệt luôn. Và bán 24 thôi. 24 bộ mọi người nha. B9. Bộ này Unica không ta? Bộ 926. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi ok. B28 đúng nha mọi người nha. B28 là 240. Bộ này còn 7 mũi. Đầu tiên là mũi 12.5 nè, mũi này là Unica nha. Quất cái tới 8.5 luôn rồi. Đó, mũi này của Đức. Của Đức nha. Tiếp theo mũi này. Ủa sao hai mũi 8.5? Rồi. Ủa. Có lộn ta. 10 8. Đã sai sai. Rồi, bộ này hai mũi 8.5 luôn, lỡ. À, mũi đây là mũi 6 nha, mũi 6 thì nó hơi ngắn. Đầu nó bốn cạnh này ha. À. Tiếp theo đây một mũi 6.5 nữa, gạt money hết nha. Đó.
hai mũi này là mũi 4.5. 4.5 mũi nha. Rồi, chuyên đóng là 240. Nhiều khi mọi người mua được hai mũi con là hết tiền. Với 28, 24. Mấy mũi này mà nó mới đắt lắm. Mà xài cái này biết thế nào hư, xài ok lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, lên ba cây dài trước nha. Bộ này là B29 là 260k nha, 26. Cây lớn nhất là 12 nha, mũi Unica nha. Unica có cái chấm bi ở giữa này. Tiếp theo là mũi 10. Đây mũi 10 nha, đó có chấm ở giữa. Mũi 8 cũng có chấm ở giữa này, đó. 12, 18, bộ này số chẵn nè, bộ này đẹp lắm. Nhưng mà xuống tới 6 thì nó là chỉ có mũi nhỏ, không có mũi lớn. Rồi. 6.5. Ồ, hai mũi 6.5 ngắn nha. Hai mũi 6.5 này của Đức, đẹp ly nha. Đoạn đầu mới cấu. Hai mũi 4.8. Hai mũi 4.8 cũng của Đức luôn, đẹp ly luôn nha. Với mũi này cái ngoại hình nó hơi rỉ rỗi mà đầu ok. Mũi này là 3.4. Rồi. 8 mũi 26 B29 nha. Một con này mua đắt lắm mọi người. Bao nhiêu? Ai lên mấy món rồi nữa. Rồi đây em bán nguyên bộ dao nha. Con dao nhỏ này, đó. Giờ tự mài tự vũ cho em một con. Rồi, dao đây cách bấm. Có thương hiệu đây luôn nè. Delut luôn, ghê chưa? Đó. Ô, còn mới cấu nha. Hai con. Cái này cái tiệp đông hay gì đó mọi người. Đây có chữ quan quà đây. U, đang còn bén ngót nha. Bén ngót cán gỗ sáng chết. Con này chắc này bút quality gì này đó. Con này chắc là bèo cây rồi, đầu này được sắt đời được đỡ làm gì đó không biết, không có bén mà nó nhám nhám sườn sườn đâu người. Rồi bốn con này ý bút của ta cầm cái bút đâu. À, hai hai mấy 30. 30 200 ơi quên 160k nha. 160k đóng dao mọi người nha. 160.000. 160.000 nha. Đó, mã 30 160. B30 nha, B30. Để nó lộn với video ngày khác. B30 160k. Đó. Bốn con dao này. Cái này 40.000 con mọi người, rẻ thối. Dễ thối luôn. Rồi, cưa. Bao ARS nha, Manager Bank nè. Đó, này mọi người đưa vô đây quần được luôn. Đeo cũng lãnh lên. Cưa. Cưa ARS luôn nha. Ú, cái lưỡi còn bén lắm. Lưỡi bén tuyệt vời luôn. Cái này là vừa bán cưa, vừa bán cái bao mọi người nha. Cái này lưỡi tầm 21. Cứ đo cho chắc. U trời trời dài dữ à. 25 mọi người nha, 25. Đó, ARS lưỡi còn rất là bén nha, cán gỗ. Đúc kiếm vô. Đó, nhìn nát chưa. B31. Này vừa mình lấy xăng mình leo cái hết rồi nha, khỏi sợi dơ. Mùi kém quá. Rồi, bán cái cưa là cái vỏ luôn nha, 180. B31, 180. Cưa còn bén ngót mọi người nha, B31, 180. Có vỏ luôn. Theo con này Mark in Japan. Lưỡi. Ô, lưỡi bén ngót mọi người nha. Lưỡi này rất là bén nha. Rất là bén luôn. Rất là bén luôn. Mark in Japan, ngoại hình còn rất là mới nè. Cái này đỡ lâu quá, bụi bặm nè. Leo cái lá sạch mọi người nha. Leo cái lá sạch. Con này lưỡi của nó là lưỡi 19.5. 19 nha. Chiều dài làm việc của nó 19 cm. Tính luôn cả lưỡi là 20. Đó, lưỡi bén ngót nha. Cái ngót luôn. Đây cái lưỡi nó kiểu khớp thẳng này mọi người, mốt có lưỡi rồi nha thì thay được. B32. Lưỡi này bén lắm nha, 150. Lưỡi rất là ok luôn rồi. Đeo 250 nha, cưa nha. Lưỡi còn cái ngót với da banh, màu hình còn rất là mới. Đeo 250. Mãi mãi lòng chúng ta.
Rồi lên mọi người côm sà bô kéo dọn mấy cây lên mấy cây nha. Kéo nhiều lắm mà phải dọn, phải vệ sinh lại chứ mà kéo em bán đây đa số mọi người về là dùng lưu. Mà về thì làm một người thiệt lỗ công luôn, thành ra để thôi lỡ để em dọn, tính bán kéo không dọn luôn. Nó cũng không rẻ hơn nhiều mọi người, thà đâu để em dọn. Ui chà, cắt như mía lùi. Ui giời. Ui giời ơi. Lò xo zin nè, đó bác nào thích lò xo zin thì đỡ lò xo zin nhiều người luôn. Con này size là 18 năm nha, 18 năm mọi người nha. Cái dây này em gắn vô thêm. Rồi kiếm miếng giấy cắt cho mọi người biết độ uy tín của nó. Đó. À. Ok chưa? Giấy. Mà bén ở mức tương đối, em không mày bén tuyệt đối được cào lông luôn nha. Đó. Ok chưa? Size 18 năm. Hết giấy mình bỏ bịch B33. Đây mọi người nha, có mọc là đầy đủ nha, mọc ở đây ha. Rồi số đít có mọc luôn nha, hai mọc. Màu hình 28. Lưỡi nha, lưỡi còn rất là đầy nha. Đó. 18 năm. 208 nha. Mã B33 280k. Tây môn mê trên vùng tóc xa, bao nhiêu cơn mơ về tuổi này. Đấy, tiếp theo. Cái này không có mọc này, thép hai lớp phân biệt ra luôn nha. Đó, này tôi chứ không phải hai lớp rồi. Nó ít nhất nó chứng tỏ thôi chứ. Nó so nhỉ. Rồi, tiếp cắt giấy trước nha. À. Đó, đó. Đó, ngon lành. Cắt cây. Ok rồi mọi người. Ok à. Lưỡi này, lưỡi trong này em làm sạch đẹp chứ không có đỡ rổ rỉ cho mọi người nha. Làm hai ba mạch giáp nó là làm sạch đẹp nha. Này người đánh rỉ là chỉ em xíu. Móc vào đầy đủ ha. Con này size lớn, size 20 nha. Size 20 mọi người. Mà nó không có mọc. Cắt thì rất là ngon nhưng mà lại không có mọc, mà nó là hàng nhập nha, mọi người để ý nha. Cái hàng mà fake là nó không có được tôi luyện hồi này kia bài bản đâu. Khác nhau ở chỗ đó. B34 26 B34 26 người nha. 260k. Rồi một con Okatsune. Okatsune mà mọc trên đây là đời nó cũng khá là lâu đó mọi người. Khá là lâu rồi nha. Đây. Mặt dưới của nó là láng nha. Mặt hai mặt chấp công đó là em xử lý hết rồi. Không có đỡ rổ rỉ cho mọi người đâu. Đây gì mọi người cắt mà cùng một người lái sơ, từ khi mọi người cắt sai cách thì nó bị lồm một trong thì mọi người mới mang mài lại. Còn có một người cứ đỡ vậy, lâu lâu nó cùng một người lấy cái nhám liếc sơ mặt ngồi đây ha. Đứng đây chạm cạnh đây nha. Đó. Là ok. Ôi, cắt như mía lùi. Tuyệt con mèo nó bị thiếu cái lò xo là người về tự tự chế lò xo nó dễ lắm mọi người, chắc dễ rồi mà. Có cái gì khó hết. Đó. Ôi trời trời. Ôi giời, cắt như cắt chuối. Rồi cắt cái đấy xong rồi qua cắt lại cái này ra. Đó rồi để người kêu lưỡi nó lõm rồi cắt xong ra. Cùng còn ngon. Lưỡi đang thui. Cái này mấy cái Okatsune là người xài khi nào tới cùi mới dục luôn. Xài tới cùi luôn. Đó nó thiếu cái miếng 7 lò xo, 7 cái khớp ở dưới thôi. Size 20 nha. Lưỡi còn rất là đầy mọi người nha. Đây, lưỡi còn rất ok nha. Nhưng mà em cũng bán không có đắt đâu, người yên tâm. So với thị trường B35 khoảng ta đó 34 35 B35 260k nha. Một con Okatsune đời cũ xa 20 quá trời lệ. Mình thấy người ta bán 300 mấy không. Rồi một con ARS lưỡi đẹp mơ ly rồi ha, ngâm lên văng nó đẹp mơ ly đó. Lớp nào là lớp đó, này là hai lớp nha, lưỡi phần dưới này thấy chưa đó, láng mịn nha.
cái phần xử lý là người xài biết thế nào mà hết. Và so zin nha, móc còn ok luôn, size là size 20. Đó, con ARS này đáng để sưu tầm nè mọi người. Tướng hơi gù gù mọi người ha. Đó. Test phát mọi người. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Rồi, cây. Ok chưa? Ok ăn dê cho mọi người ha. Xe mưa nha, lưỡi còn rất là đầy luôn nha mọi người, lưỡi còn rất là đầy luôn. ARS này không thể bán rẻ không? Cái dòng này hiếm lắm nha. Hiếm nó cách rất là sướng. Kén nó như là bằng nhôm hay gì đó, cứng lắm. 36 B36 28 không thể rỉ được nha, mấy RS này còn đẹp lắm. Này giờ mình vệ sinh cái cán sạch sẽ xíu nữa thôi. B36 28 nha. Rồi con kép tỉa cuối cùng, ôi thép đen thui luôn rồi ha, đen thui luôn. Đó mà kiểu không có chữ, em không có chữ thì thường em phải xử lý hóa chất lên để coi thử nó có phải hàng tốt hoặc ngông lên mà tránh bóc là chỉ có vứt. Không có gì, tết luôn, có cây nhỏ. Đó. Đó, ý chú trời. Cái giấy này không có cây nhỏ, cây nhỏ là tết là người nó dễ hình dung hơn. Đó, giấy này cái này chủ yếu tỉa đó, tỉa mấy cành nhỏ. Cái này cách vô tư. Đây. Đó. Ok rồi mọi người nha, cắt này cái lưỡi nó rất là chắc chắn, không có mỏng như những cái kéo kia nha. Cái này gì mà thợ cắt cuốn thu hoạch trái cây, thu hoạch rau củ quả các kiểu đó tùy mọi người xài ok. Mọi người bảo quản lưu ý là bảo quản cẩn thận để tránh động nước reset là được ha. Con này size tầm size 20 mọi người nha, size 20 size lớn đó. Cái tỉa lưỡi là thép đen thui rồi ha, mặc dù là không có mọc nha, mà chắc chắn mọi người bao người đây là hàng Nhật, hàng Trung Quốc không thể làm như vậy được. B37 37 là mã cuối video hôm nay luôn mọi người, bán 120k thôi nha. Một con kép tỉa lưỡi cứng, thép đen thui lùi, lò xo đầy đủ, cách phập phập. B37 120k. Người mua hàng liên hệ hai số điện thoại phần đầu tư đề với em. Đơn hàng trên 300 ngàn chỉ còn đủ bao ship. Những cái đơn hàng nặng khách mới vui lòng đặt cọc với em, hoặc là đơn hàng đắt tiền vui lòng đặt cọc nha, mới đi đơn nha. Người chốt mã, ai mà chưa có địa chỉ nhắn em địa chỉ đó, không thì nếu mà em nhắn lại không trả lời thì em sẽ hủy nha. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào video tiếp theo, bye bye.